Bên cạnh những tính năng cơ bản của một chiếc đồng hồ thì những chiếc đồng hồ cơ khí còn sở hữu cho mình những cái tính năng phải nói là vô cùng độc đáo và hữu dụng với người dùng khác nữa. Và trong hai video trước đây thì Đồng Hồ Chiều đã tổng hợp và gửi tặng đến các bạn rồi. Và nếu như bạn nào vẫn chưa xem thì Thảo sẽ để lại cái link của video đó ngay bên dưới phần mô tả của video, các bạn sẽ xem lại sau nhé. Và trước khi chúng ta di chuyển qua phần 3 để tiếp tục khám phá những tính năng vừa phức tạp vừa thú vị khác của một chiếc đồng hồ cơ thì các bạn đừng quên subscribe cho kênh YouTube Đồng Hồ Chiều để không bỏ lỡ những thông tin thú vị mỗi ngày nha. Nào, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu. Hiển thị mức năng lượng Power Reserve. Chức năng này còn có một số cái tên khác như là hiển thị thời lượng COD hay là kim xăng. Đây là một tính năng khá hữu dụng của đồng hồ cơ, giúp bạn biết được độ căng của dây COD, tương ứng với đó là khoảng thời gian chiếc đồng hồ này có thể tiếp tục hoạt động. Hiển thị ngày đêm. Vì đồng hồ chỉ có 12 giờ, trong khi một ngày lại có tới 24 giờ, nên những nhà sản xuất đã thêm một tính năng gọi là hiển thị ngày và đêm. Tính năng này có thể rất đơn giản, một chấm tròn với hai màu tượng trưng cho sáng và tối, hoặc được thể hiện trên một mặt số phụ, giúp cho bạn có thể phân biệt chúng một cách dễ dàng. Retro Red. Tính năng này đã xuất hiện trên đồng hồ bỏ túi từ thế kỷ 17, nhưng phải tới thế kỷ 20 mới thực sự là trở nên phổ biến. Kim Retro Rate không thể hiện các thông số theo vòng tròn mà theo một vòng cung, khi kim chạy hết một lượt sẽ tự động nhảy về vị trí ban đầu. Tourbillon. Tourbillon đã xuất hiện được một khoảng thời gian khá dài, được các bằng sáng chế bởi Abraham Louis Breguet, người đã sáng lập nên thương hiệu Breguet vào năm 1795. Tourbillon là một từ tiếng Pháp có nghĩa là lốc xoáy. Cái tên này đã được đặt theo cơ chế hoạt động của tourbillon, luôn tự động quay liên tục. Nếu bạn hiểu về hệ thống bánh xe cân bằng, bạn sẽ biết rằng nó không chỉ di chuyển theo một hướng, thay vào đó nó di chuyển qua lại như một con lắc. Điều này thường được gọi là sự dao động của hệ thống bánh xe cân bằng. Trên thực tế, bánh xe cân bằng chính là một con lắc, và tính nhất quán của di chuyển qua lại này là nền tảng cho độ chính xác của bộ máy đồng hồ. Tourbillon là một hệ thống bánh xe cân tự quay, nhưng bánh xe cân bằng chỉ quay theo một hướng. Tourbillon thường quay trọn vẹn một vòng trong 60 giây, đôi lúc là 30 giây. Vì lý do này, vòng tourbillon thường được sử dụng ở bộ đếm giây khi nó được đặt trong đồng hồ. Ý tưởng đằng sau cơ chế hoạt động này chính là việc xoay liên tục đó sẽ cân bằng tác dụng của trọng lực lên bánh xe cân bằng. Khi bánh xe cân bằng liên tục di chuyển thì những mức chênh lệch do trọng lực của trái đất sẽ bị loại bỏ đi. Đây chỉ là lý thuyết, vì người ta vẫn chưa chứng minh được rằng tourbillon có thực sự là tác dụng được hay không, hay chỉ để tạo ra một sự khác biệt về độ chính xác của đồng hồ. Đa số những nhà sản xuất đồng hồ đều đồng ý rằng kể cả khi tourbillon hoàn toàn loại bỏ được tác động của trọng lực, đây cũng không phải là yếu tố chính để đảm bảo được độ chính xác. Có rất nhiều loại tourbillon khác nhau. Có thể bạn đã nghe về tourbillon truyền thống một trục hay là flying tourbillon, cùng với các thuật ngữ khác nhau đề cập đến tourbillon nhiều trục. Tourbillon truyền thống được cố định cả hai phía, phía dưới là hệ thống bánh răng, còn phía trên là cầu nối. Flying tourbillon là một loại cấu trúc đặc biệt được thiết kế để phục vụ cho mục đích thẩm mỹ. Người ta sẽ loại bỏ hoàn toàn cầu nối và để lộ ra hoạt động mượt mà của tourbillon. Tourbillon được đặt trong một cái lồng. Chiếc lồng này sẽ quay và chứa bên trong đó là hệ thống bánh xe cân bằng. Đa số các cỗ máy tourbillon thường hoạt động trên một trục, nhưng một số thiết kế tourbillon kỳ lạ di chuyển theo hai hoặc ba trục. Mục đích của các tourbillon nhiều trục này là nhằm cho phép hệ thống tourbillon di chuyển theo ba chiều thay vì hai chiều, giống như khớp cổ tay di chuyển tự do vậy. Có một điều rõ ràng mà tourbillon có những yêu cầu cực kỳ phức tạp trong việc chế tác và sản xuất. Mỗi một bộ phận tourbillon đều được lắp ráp cẩn thận bằng tay và có ngoại hình rất hấp dẫn. Hơn thế nữa, những cơ chế tourbillon nhiều trục gần như gây nghiện cho người quan sát về sự phức tạp và tinh tế của chúng. Tourbillon có mức giá không dành cho đại đa số người dùng,
Và đây cũng là lý do khiến cho những chiếc đồng hồ này thú vị hơn, đáng sưu tầm và sở hữu hơn. Tuy vậy, đây cũng không phải là một mẫu đồng hồ phải sở hữu. Nếu như bạn có đủ khả năng chi trả và muốn có một chiếc đồng hồ cực kỳ tinh xảo, hãy tự tặng cho mình một chiếc đồng hồ Tourbillon. Còn nếu không, bạn cũng không nên thấy tiếc nuối gì cả. Bên cạnh những tính năng mà Thảo đã liệt kê ở trên, thì những chiếc đồng hồ cơ học còn sở hữu những tính năng khác mà liên quan đến thiên văn, thí dụ như theo dõi bản đồ sao hay là sự dịch chuyển giữa các hành tinh với nhau. Tuy nhiên, trong khả năng có hạn thì chúng mình sẽ không gọi là liệt kê hết cũng như là gửi đến các bạn được những cái tính năng đó, bởi vì những tính năng đỉnh cao như vậy chỉ xuất hiện trong những mẫu đồng hồ gọi là siêu phẩm mà thôi. Tuy nhiên, nếu như các bạn vẫn cảm thấy video này hữu ích cho các bạn thì các bạn đừng quên like, subscribe và chia sẻ đến bạn bè nhé, để chúng mình có thêm động lực để tiếp tục làm. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.